Thì nghĩ mất chào quý các thính giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine, khu vực Trung Đông nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine, khu vực Trung Đông và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề. Ông Putin trúng bẫy ông Tập khi Moscow đã quá lệ thuộc vào Bắc Kinh, giới tinh hoa Nga bắt đầu lo sợ. Kính thưa quý vị, các nhà kinh tế cảnh báo, tổng thống Nga Putin có thể đã đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa các nước, nhưng Nga có thể trở nên quá phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại. Sau khi phương Tây trừng phạt Nga như một sự trừng phạt cho cuộc chiến mà Putin bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Nga đã chia thế giới thành các quốc gia thân thiện và không thân thiện đưa ra các điều kiện thương mại thuận lợi cho nhóm trước đây, cho hàng xuất khẩu của mình, trong đó quan trọng nhất là dầu khí. Trung Quốc chính thức trung lập với cuộc chiến của Putin và với tư cách là một quốc gia thân thiện. Vào tháng 12, Trung Quốc đã công bố kỷ lục thương mại giữa các nước vào năm 2023. Con số này đạt 218 tỷ USD từ tháng 1 cho đến tháng 11, nhiều hơn cả năm 2022. Một phần của việc mở rộng thương mại giữa các nước là do việc xây dựng đường ống dẫn dầu Espo, Đông Siberia, Thái Bình Dương, giữa Nga và châu Á, đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia và mở các dự án khí tự nhiên hóa lỏng Tramo LNG với quy mô đầu tư đáng kể của Trung Quốc. Nga cũng là nhà cung cấp lớn các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì. Ngược lại, nước này đã tăng cường nhập khẩu hàng tiêu dùng và công nghiệp của Trung Quốc, chẳng hạn như ô tô, vốn trước đây đến từ các nhà cung cấp phương Tây. Nhưng các nhà kinh tế Nga Alexander Noben từ viện Gaida, và Alexander Breranchet từ trung tâm nghiên cứu thương mại quốc tế Renepa cảnh báo, nếu Trung Quốc phải lựa chọn giữa phương Tây và Nga. Báo cáo của họ công bố ngày 30 tháng 12 ghi nhận các đối tác thương mại chính của Trung Quốc như EU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc không thân thiện với Moscow và bán nhiều sản phẩm sang Trung Quốc hơn Nga. Trong khi Trung Quốc cung cấp gần 1 phần 3 thương mại của Nga, thì phần của Nga trong kim ngạch thương mại của Trung Quốc chỉ là 5,1% trong nhập khẩu và 3,3% trong xuất khẩu, nhỏ hơn nhiều so với các nước không thân thiện chính và có nguy cơ suy giảm thương mại trong trường hợp bị trừng phạt thứ cấp. Báo cáo cho biết, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào việc cung cấp hàng hóa công nghiệp từ các nước không thân thiện vượt xa đáng kể sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu thô của Nga. Có rủi ro về các biện pháp trừng phạt thứ cấp ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga, đặc biệt nếu áp dụng đối với các công ty riêng lẻ. Chris Griffith, giám đốc điều hành của công ty tư vấn chiến lược Macro Advisory LTD, tập trung vào Nga và khu vực Á-Âu, nói với Newsweek rằng, sau một thập kỷ xoay trục sang châu Á, Nga phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại cũng như với phương Tây trong năm 2014. Kim ngạch tăng đã giúp cứu nền kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến tranh. Nhưng nhiều quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp ở Nga lo ngại rằng thỏa thuận này có lợi cho Trung Quốc hơn nhiều so với Nga. Trong khi Trung Quốc đang háo hức mua năng lượng, vật liệu và bán hàng hóa do Trung Quốc sản xuất sang thị trường Nga tất cả đều phù hợp với Bắc Kinh, thì có rất ít đầu tư vào Nga. Chắc chắn không có gì đủ để thay thế khoản đầu tư bị mất do các công ty và nhà đầu tư phương Tây rời bỏ. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Moscow vào tháng 10 về những lo ngại của ông liên quan đến chính sách xoay trục sang phương Đông sau khi có lệnh trừng phạt các đức khả năng tiếp cận thương mại, đầu tư và công nghệ của phương Tây đối với Nga. Ông Sobyanin nói rằng, ở phương Đông, không ai muốn cung cấp công nghệ trong kỹ thuật cơ khí, sản xuất máy bay hay về điện tử. Trong khi đó, để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, một số nước ở Nga đã kêu gọi mở rộng nhóm các quốc gia khối BRICS như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi một phần vì điều này có thể cho phép Moscow đa dạng hóa các đối tác thương mại. Grefer cho biết, dầu, khí đốt và các vật liệu khác đến các cảng Trung Quốc có thể dễ bị đình chỉ hoặc phong tỏa trong trường hợp xảy ra tranh chấp lớn với các quốc gia G7. Nhưng Trung Quốc hiện có đủ nguồn cung cấp quan trọng trực tiếp từ Nga để ít nhất giữ được nguồn cung cấp thiết yếu. Thể hiện mối quan hệ chặt chẽ sau một năm tổng thống Nga gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc ở cả Moscow và Bắc Kinh, ông Tập đã gửi cho ông Putin một thông điệp đoàn kết trong năm mới nói rằng sự hợp tác đôi bên cũng có lợi đã tiếp tục đạt được những kết quả mới. Cách đây không lâu, Nga đã có chỗ đứng vững chắc với tư cách là nhà xuất khẩu năng lượng lớn và là nhân tố chủ chốt trên thị trường toàn cầu. Nhưng 16 tháng sau cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Moscow đã tụt lại xa trong trực tự tài chính và thương mại toàn cầu, theo Insider hàng ngàn tập đoàn đã chuyển hoạt động kinh doanh của họ sang nơi khác. Các quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lịch sử và hệ thống tài chính của Nga chỉ còn là cái bóng của chính họ so với trước đây, Insider viết. Điều đó khiến cho nước Nga có vẻ ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Số liệu của Giao chia sẻ với Insider cho thấy Trung Quốc hiện là đối tác xuất nhập khẩu lớn nhất của Nga với tỷ suất lợi nhuận lớn, nhưng mối quan hệ này đang bị chênh lệch nặng nề trong khi phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc, thì nước này lại kém xa so với các đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh. Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Nga cho đến nay. Nhà nghiên cứu Jeffrey Sonnenfeld của Yale cho biết, rõ ràng Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để có được hàng nhập khẩu và các sản phẩm sản xuất tiên tiến mà họ cần. Trong khi thị trường Nga là cơ hội thứ yếu không đáng kể đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, theo tính toán của Schneefel, Trung Quốc nhập khẩu nhiều hơn gấp đôi giá trị hàng hóa sang Nga so với Đức, nhà nhập khẩu lớn thứ hai của Nga. Để so sánh, Nga là nhà nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 11 của Trung Quốc, trong khi Mỹ, Hồng Kông và Nhật Bản là ba đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Ngay cả ngành công nghiệp xe hơi đang phát triển của Nga cũng cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Giá cả tăng vọt, chi tiêu của người tiêu dùng yếu và cú sốc nguồn cung đối với xe sản xuất ở nước ngoài đã khiến thương hiệu xe hơi Trung Quốc Geely trở thành thương hiệu duy nhất không phải của Nga có doanh số bán hàng tăng. Và doanh số bán hàng tăng vọt 88% hàng năm. Geely hiện chiếm 11% thị phần trong lĩnh vực ô tô của Nga. Trong khi đó, trong năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã chỉ ra thẳng dư tài khoản phản lai của Nga là bằng chứng của một nền kinh tế kiên cường. Nhưng những con số đó đang giảm đi nhanh chóng do lợi nhuận xuất khẩu năng lượng ngày càng giảm và thiếu các đối tác thương mại ngoài Trung Quốc. Quốc gia có thể mua hàng hóa của Nga với giá chiết khấu cao. Các chuyên gia cho rằng, nếu phương Tây đưa ra tối hậu thư cho Bắc Kinh để tuân thủ các lệnh trừng phạt, thì người Trung Quốc sẽ không chấp nhận rủi ro vì lợi ích của Nga. Các chuyên gia nhấn mạnh, sự gia tăng kim ngạch giữa trung quốc và liên bang nga đã giúp cứu nền kinh tế nga trước các lệnh trừng phạt nhưng nhiều quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp ở nga lo ngại rằng thỏa thuận này có lợi cho trung quốc hơn nhiều so với nga trung quốc đang háo hức mua năng lượng vật liệu giá rẻ và bán hàng hóa do trung quốc sản xuất sang thị trường nga tất cả đều phù hợp với mong muốn của bắc kinh có rất ít đầu tư vào nga chắc chắn không có gì đủ để cho nga thay thế khoản đầu tư bị mất khi rời khỏi các công ty và nhà đầu tư phương Tây. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.